Bản tin sáng ngày 19 tháng 9. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin sáng ngày 19 tháng 9. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới. Mỹ kêu gọi các nước chống lại kẻ bắt nạt vô pháp Trung Quốc. Cựu chuyên gia Mỹ bị kết án vì tham gia kế hoạch nhân tài của Trung Quốc. Thái Lan ghi nhận ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán đầu tiên sau hơn 100 ngày. Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tăng tần suất chuyến bay 2 chiều. Tin tại Việt Nam, cập nhật thiệt hại do bão số 5, 29 người thương vong, Quảng Nam có lũ quét nghiêm trọng. Tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Móng Cái. Bị xử phạt hơn 520 triệu đồng, công ty Trung Quốc vẫn tiếp tục xả thải. Sau đây là thông tin chi tiết. Mỹ kêu gọi các nước chống lại kẻ bắt nạt vô pháp Trung Quốc. Reuters hôm ngày 17 tháng 9 đưa tin, trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell cho biết Hoa Kỳ không yêu cầu các quốc gia khác chọn bên mà đứng lên chống lại hành vi ác ý của Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế của họ. Ông Stilwell nhấn mạnh, các hành động gần đây của Trung Quốc trên khắp thế giới không phải là của một tác nhân toàn cầu có trách nhiệm, mà là của một kẻ bắt nạt vô pháp. Trợ lý Ngoại trưởng nhận định, những tháng vừa qua cho thấy những ví dụ đặc biệt nghiêm trọng về cách ứng xử của Bắc Kinh, bao gồm xung đột ở biên giới với Ấn Độ, cũng như các hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông, gần Đài Loan và vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Vị quan chức này cũng đề cập đến các cáo buộc Bắc Kinh muốn xóa sổ nền văn hóa Tây Tạng và Mông Cổ, sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương và áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông. Những bình luận trên được ông Stilwell đưa ra giữa bối cảnh lưỡng đảng Hoa Kỳ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt và nhiều động thái khác chống lại Trung Quốc trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Cựu chuyên gia Mỹ bị kết án 5 năm vì tham gia kế hoạch nhân tài của Trung Quốc. Theo Washington Times, một người Mỹ từng làm việc tại phòng nghiên cứu quốc gia Los Alamos về vũ khí hạt nhân vừa bị kết án tù treo 5 năm và phạt 75.000 đô la Mỹ vì đã nói dối và che giấu việc có liên quan đến kế hoạch nghìn nhân tài của chính quyền Trung Quốc. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người này có tên là Turas Lukman, 68 tuổi, ở Santa Fe, New Mexico, bị truy tố vào tháng 5 năm 2019 với tội danh trên. Kế hoạch nghìn nhân tài được chính quyền Trung Quốc thiết lập nhằm chiêu mộ các tài năng công nghệ cao ở nước ngoài, khi những người này có thể lấy được hoặc trực tiếp nắm giữ quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Ông Lukman được Trung Quốc trả 75.000 đô la Mỹ như một phần của chương trình thu thập công nghệ. Theo Epoch Times, ông này đã 3 lần khai báo sai sự thật về các vấn đề liên quan kể từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Chương trình tuyển dụng này của Trung Quốc hiện đang là tâm điểm chú ý của cơ quan điều tra liên bang FBI của Mỹ. Trong một bài phát biểu, giám đốc FBI, ông Christopher Wray nhận định, thông qua các chương trình tuyển dụng nhân tài như cái gọi là chương trình ngàn nhân tài, chính phủ Trung Quốc cố gắng lôi kéo các nhà khoa học bí mật mang kiến thức và sáng kiến của chúng ta trở lại Trung Quốc. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là ăn cắp thông tin độc quyền hoặc vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và quy tắc xung đột lợi ích. Quân nhân Trung Quốc đào tẩu tiết lộ bí mật về vũ khí sinh học. Theo Washington Times, người quân nhân đào tẩu mang theo bí mật về chương trình vũ khí sinh học của Trung Quốc này hiện đã trốn sang châu Âu. Người này cũng cho rằng tình báo Trung Quốc đã thâm nhập vào chính phủ Hoa Kỳ và do đó cảnh giác với việc hợp tác với CIA và các cơ quan gián điệp phương Tây khác. Được biết, người này đã cung cấp thông tin về nghiên cứu sinh học của Trung Quốc với các ứng dụng vũ khí tiềm năng cho cả Mỹ. Như vậy, đây là người thứ hai chạy trốn khỏi Trung Quốc mang theo bí mật về vũ khí sinh học mà nước này đã và đang phát triển. Trước đó, tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, một chuyên gia virus học Hồng Kông đã đào thoát tới Mỹ. Mới đây, cô tiết lộ báo cáo nghiên cứu về virus viêm phổi Vũ Hán và cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã cố tình để virus lọt ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Thái Lan ghi nhận ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán đầu tiên sau hơn 100 ngày. Theo Reuters, Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Somsak Aslip cho biết, trường hợp tử vong nói trên là một bệnh nhân nam 54 tuổi, là công dân Thái Lan, vừa trở về từ nước ngoài hồi đầu tháng này. Người này là phiên dịch viên tại Ả Rập Saudi và làm việc cho Bộ Lao động Thái Lan. Bệnh nhân đã được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok trong 2 tuần và đã tử vong ngày 18 tháng 9.
Thái Lan được cho là một nước chống dịch thành công với số ca mắc bệnh và ca tử vong khá thấp. Hiện Thái Lan ghi nhận hơn 3.400 ca nhiễm với 58 ca tử vong. Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tăng tần suất chuyến bay 2 chiều. Ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang Jong-woo đề xuất tăng chuyến bay thương mại song phương khi đến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 17 tháng 9 và 18 tháng 9. Bà Kang đánh giá cao quyết định của Việt Nam trong nối lại đường bay thương mại, mong Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nhân Hàn Quốc nhập cảnh. Bà cũng là ngoại trưởng nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi đại dịch bùng phát trong quý 1 năm nay. Tin tại Việt Nam. Cập nhật tình hình thiệt hại cơn bão số 5 tại Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng. Theo thống kê ban đầu, tại Huế, bão số 5 đã làm khoảng gần 1.700 ngôi nhà bị tốc mái. Một người trú tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tử nạn do cây đổ đè trúng người. Gió bão còn làm 23 người khác bị thương, tại thị xã Phong Thủy có 10 trường hợp, trong đó 2 người bị thương nặng. Ngoài ra còn có 6 người tại Quảng Bình bị thương trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây bị trượt ngã. Tại Thừa Thiên Huế, mưa bão số 5 làm gây đổ 200 cột điện. Công ty Điện lực Huế đã huy động trên 550 nhân lực và phương tiện cơ giới tiếp tục khắc phục sự cố đến đâu, đóng điện cấp cho bà con đến đó. Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều địa phương vùng núi ở tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng. Riêng huyện Tây Giang có khoảng 100 điểm lớn sạt lở khiến các tuyến đường đi lên các xã biên giới và giao thông nông thôn bị cô lập, ách tắc hoàn toàn. Chiều tối ngày 18 tháng 9, lực lượng chức năng huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã giải cứu được 9 người dân bị mắc kẹt do nước lũ chia cắt. Hiện chính quyền địa phương đã triển khai sơ tán 110 hộ dân tại các mặt bằng đã bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. Còn tại Đà Nẵng, mưa bão lớn cũng khiến nhiều cột điện thành phố này bị gãy đổ. Điều khiến dư luận quan tâm là trong cột điện bị đổ, nhiều cây kém chất lượng, thậm chí là không có cả cốt thép, như cột điện tại số nhà 102 đường Tôn Đảng, quận Liên Chiểu. Theo báo Lao Động, chiều ngày 18 tháng 9, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi về vụ việc. Giải thích rằng, cột điện trước số nhà 102 Tôn Đản là cột điện bê tông ly tâm 8,4m. Cột này có các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi gia công đúc cột tại nhà máy. Khi có lực tác động lớn làm gãy cột, thì các sợi thép này có xu hướng tụt vào bên trong thân cột. Tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Móng Cái. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh hôm ngày 17 tháng 9 vừa phát hiện một tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền và đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam. Tàu cá vỏ sắt bị phát hiện mang tên Quế Khâm, trên tàu có 9 người, 8 nam và 1 nữ, do ông Tô Quế Khâm, 49 tuổi, trú tại Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc làm thuyền trưởng. Đội tuần tra đã lên tàu giải thích cho ông Tô Quế Khâm cùng 8 thuyền viên hành vi đánh bắt trộm hải sản là vi phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Đội tuần tra sau đó đã phóng thích cho tàu này trở về Trung Quốc. Bị xử phạt hơn 520 triệu đồng, công ty Trung Quốc vẫn tiếp tục xả thải. Theo báo Lao Động, công ty trách nhiệm hữu hạn Sunfield Việt Nam, khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, do ông Lý Xuân, quốc tịch Trung Quốc làm tổng giám đốc, hồi cuối tháng 7 bị cơ quan chức năng phạt tới 522 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Hình phạt bổ sung kèm theo là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong 4 tháng kể từ ngày ban hành quyết định. Tuy nhiên, gần 1 tháng sau, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đột xuất thì phát hiện công ty này vẫn hoạt động sản xuất và chưa chấp hành yêu cầu tạm đình chỉ gây ô nhiễm môi trường. Lần kiểm tra đột xuất hôm ngày 16 tháng 9 mới đây, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát hiện công ty vẫn tiếp tục hoạt động và xả nước thải ra môi trường. Hiện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc, thiết bị phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường của công ty này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.